Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 5, tuần 24, trang 58-59. Chính tả, một nhỏ, nghe viết, núi non hùng vĩ. Như vậy thì các em sẽ chuẩn bị tập và viết để nghe cô đọc chính tả nha. Rồi, bây giờ các em chuẩn bị. Đầu tiên cô sẽ đọc tựa đề. Núi non hùng vĩ. Núi non hùng vĩ. Rồi xuống dòng. Vượt hai con sông hùng vĩ. Vượt hai con sông hùng vĩ. Vượt hai con sông hùng vĩ. Của miền Bắc. Của miền Bắc. Của miền Bắc. Phải qua đất Tam Đường. Qua đất Tam Đường. Qua đất Tam Đường. Núi nhu nhú như 99 cái bánh bao tày đình. Núi nhu nhú như 99 cái bánh bao tày đình. Núi nhu nhú như 99 cái bánh bao tày đình. Phải băng qua dãy Hoàng Liên Sơn hiểm trở. Phải băng qua dãy Hoàng Liên Sơn hiểm trở. Băng qua dãy Hoàng Liên Sơn hiểm trở. Hiểm trở. Phải chọc thủng sông mấy dặm sương mù. Chọc thủng sông mấy dặm sương mù. Chọc thủng sông mấy dặm sương mù. Buốt óc thì lồ lộ bên phải. Buốt óc thì lồ lộ bên phải. Buốt óc thì lồ lộ bên phải. Là đỉnh Phan Xi Păng. Là đỉnh Phan Xi Păng. Là đỉnh Phan Xi Păng. Chấm mây ô quy hồ. Mây ô quy hồ. Mây ô quy hồ. Đang đội mũ cho Phan Xi Păng.
đang đội mũ cho Phan Xi Păng. Đang đội mũ cho Phan Xi Păng. Chấm hết đèo Ô Quy Hồ là qua Sa Pa. Hết đèo Ô Quy Hồ là qua Sa Pa. Hết đèo Ô Quy Hồ là qua Sa Pa. Phải thẳng rủi về thành phố biên phòng Lào Cai. Phải thẳng rủi về thành phố biên phòng Lào Cai. Thẳng rủi về thành phố biên phòng Lào Cai. Chấm xuống dòng các em viết theo Nguyễn Tuân. Theo Nguyễn Tuân. Rồi như vậy là các em đã viết xong phần chính tả, thì các em nhớ sau khi viết xong các em nhớ kiểm tra lại lỗi chính tả của mình nhé. Rồi tiếp theo là câu số 2 nhỏ. Tìm các tên riêng trong đoạn thơ sau. Tìm các tên riêng trong đoạn thơ sau. Thì ở đây các em thấy là các em đọc đoạn thơ. Tại đây các con tại đất Tây Nguyên ông bà mình này, nơi mẹ đã đẻ ra ta và cắt rốn ta bằng cây nứa. Chỗ tuổi nhỏ ta nằm nước bò qua bụng đỏ và gió cao nguyên thổi nhột lỗ tai non. Chính nơi đây các con xưa đâm săn y xuân ông nội ta là bà lũ làng đã rèn dao và mài gươm dưới trăng trong suốt. Trong rừng già mơ rong mặt trời không xuống đất vẫn thanh đoạn kiếm xưa đâm săn đuổi giặc. Nơi trang long a ma dơ hao cha ta và lũ làng mài gấp 20 năm cạn nước sông Ba theo Reiki Malamat. Rồi như vậy thì các em đã đọc đoạn thơ và các em sẽ tìm các tên riêng trong đoạn thơ các em vừa tìm đọc các em vừa đọc. Thì các em thấy ở đây tên riêng thì ở đây có là tên người, tên dân tộc và tên địa lý. Thì các em thấy tìm, các em tìm ở đây Tây Nguyên. Đây là tên riêng chỉ về tên riêng, đây là tên riêng địa lý. Rồi tiếp theo đâm săn y xuân thì đây là tên người. Rồi tiếp theo mơ nông thì đây là tên dân tộc. Rồi tiếp theo nữa là đâm săn, rồi nơi trang long a ma dơ hao thì đây là tên người. Rồi tiếp theo ở đây nữa là ba, sông Ba thì đây là tên địa lý. Như vậy thì câu số 2 các em sẽ trình bày là một bên là tên người, tên dân tộc đó là đâm săn y xuân, nơi trang lơn a ma dơ hao mơ nông. Rồi tên địa lý là Tây Nguyên và sông Ba.
Rồi tiếp theo câu số 3 là giải câu đố và viết đúng tên các nhân vật lịch sử trong câu đố sau. Ai từng đóng cọc trên sông, đánh tan thuyền giặc nhuộm hồng, sóng xanh? Thì các em vận dụng những cái kiến thức thực tế của mình và sự cái hiểu biết của mình thì các em sẽ giải câu đố này. Ai từng đóng cọc trên sông, đánh tan thuyền giặc nhuộm hồng, sóng xanh? Thì ở đây nói về Ngô Quyền là một người đầu tiên có sáng kiến, đó là đóng cọc trên sông Bạch Đằng để tiêu diệt quân Nam Hán năm 938. Vua Lê Hoàn cho đóng cọc trên sông Bạch Đằng để tiêu diệt quân Tống năm 981. Sau này trong cuộc chiến đấu chống quân Nguyên lần thứ 3 năm 1288, thì học tập tiền nhân Trần Hưng Đạo đã tiếp tục cho đóng cọc trên sông Bạch Đằng để tiêu diệt quân Nguyên. Như vậy thì ai từng đóng cọc trên sông, đánh tan thuyền giặc nhuộm hồng sóng xanh, sóng xanh? Đó là Ngô Quyền, Lê Hoàn và Trần Hưng Đạo. Rồi tiếp theo, vua nào thần tốc quân hành, mùa xuân đại phá quân Thanh tơi bời? Thì đây là vua Quang Trung, Nguyễn Huệ. Rồi tiếp theo, vua nào tập trận đùa chơi cờ lao phất trận một thời ấu thơ? Đây là Đinh Tiên Hoàng, tức là Đinh Bộ Lĩnh. Rồi tiếp theo, vua nào thảo chiếu dời đô? Đó là vua Lý Công Uẩn, Lý Thái Tổ. Vua nào chủ xướng hội thơ Tao Ràng? Đó là vua Lê Thánh Tông, Lê Tư Thành. Như vậy thì câu số 3 các em sẽ trả lời là câu số 1, câu đố 1, đó là Ngô Huyền, Lê Hoàn và Trần Hưng Đạo. Thì chúng ta sẽ giải thích ở đây, Ngô Quyền là người đầu tiên có sáng kiến đóng cọc trên sông Bạch Đằng để tiêu diệt quân Nam Hán năm 938. Vua Lê Hoàn cho đóng cọc trên sông Bạch Đằng để tiêu diệt quân Tống vào năm 981. Sau này trên cuộc chiến đấu chống quân Nguyên lần thứ 3 năm 1288, thầy học tập tiền thân Trần Hưng Đạo đã tiếp tục cho đóng cọc trên sông Bạch Đằng để tiêu diệt quân Nguyên. Rồi tiếp theo câu đố 2, đó là vua Quang Trung, Nguyễn Huệ. Câu đố 3, Đinh Tiên Hoàng, Đinh Bộ Lĩnh. Câu đố 4, Lý Thái Tổ, Lý Công Uẩn. Câu đố 5, Lê Thánh Tông, Lê Từ Thành. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 5. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liên để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.